Thưa quý vị, sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Ban Bí thư, kết luận 173, chỉ thị số 43 và 44 liên quan đến công tác báo chí, hoạt động hội nhà báo và công tác xuất bản, nghiên cứu sách lý luận chính trị. Tham dự ở điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng. Hội nghị đã nghe các chuyên đề về việc triển khai thực hiện các văn bản của Ban Bí thư, kết luận số 173 ngày 6 tháng 4 năm 2020 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 8 về mua và đọc báo tạp chí của Đảng, chỉ thị số 43 ngày 8 tháng 4 năm 2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và chỉ thị số 44 ngày 16 tháng 4 năm 2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị. Theo đó, thời gian qua, Ban Tuyên giáo, các tỉnh ủy, thành ủy đã quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Ban Bí thư, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của các kết luận chỉ thị. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của báo Đảng, tạp chí Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua báo Đảng, củng cố xây dựng hệ thống tổ chức hội nhà báo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới.